bây giờ là bài hát thứ ba, xin mời. Dường như ta đã. Xin mời các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau làm quen với năm thí sinh kế tiếp tại bài thứ ba này, một ca khúc rất quen thuộc của chị Mỹ Tâm. Nào, cô gái đầu tiên, xin mời. Em tên là Kim Phụng, em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là vận động viên điền kinh. Wow. Môn gì? Điền kinh. Vận động viên điền kinh là mình đang trong quá trình mình rèn luyện hay là mình đã có thi đấu ở quốc tế hay là những cái giải khu vực rồi chưa? Em đã từng đoạt huy chương bạc tại SEA Games 28 ở Singapore. Ôi, huy chương bạc thưa quý vị, mình niềm tự hào. Sau khi mình chạy xong rồi mình hát nổi không? Em vừa chạy vừa hát vẫn được. Trời ơi. Wow, chín chưa? Ý là chạy chậm á. Cái tốc độ chậm thôi. Tưởng đâu bà nước rút mà bà hát không biết nghe được gì nữa. Cứ cái bây giờ mình thử mình hát là mình có một cái niềm vui trong luyện tập của mình đúng không? Tức là mình vừa chạy mình vừa hát để mình vừa một mặt là thoải mái tinh thần, kết quả đã đạt được tốt hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Em tên là Thanh Thảo. Em hiện đang là sinh viên và em 19 tuổi. Sinh viên 19 tuổi. Mục đích của em tới đây là để bước vào cái ghế đó để ngồi lại. Chúng tôi có làm việc sắp ra là chị tới đây chị chấp hết. Kiểu vậy. Em tên là Trúc Anh, hiện em đang là diễn viên. Em hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân. Tâm lý bình thường của mọi người hay suy nghĩ là diễn viên thì thường là không biết hát. Bởi vì em muốn tới đây để chứng minh cho mọi người thấy là diễn viên cũng hát rất là tốt. Em thấy có một bạn em khá là cảm tình, đây là bạn ấy thư sinh. Và bạn ấy đã chuẩn bị cái sức chiến đấu của mình tới 1000%. Wow, không ai khác, ngôi sao thư sinh là Orange. Thôi em nữ, em thích thích đấu bạn nam. Nữ với nam, vậy là Trung Hiếu phải không? Tính Hiếu hay là Trung Thuận nè? Dạ, Trung Thuận ạ. Rồi, cảm ơn nè. Tụi em tên là Phương Liên, hiện em đang 20 tuổi và hiện tại em là sinh viên ạ. Vâng, nếu như em có may mắn đánh bại được 4 bạn thí sinh ở đây thì em cũng xin được thách đấu với lại Trung Thuận ạ. Thuận ơi, lớp phó học tập mình nói gì cho các bạn thấy được tài năng của mình đi nào? Xin chào tất cả các bạn đang ở trên đó. Các bạn rất là đẹp. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ tiếp các bạn tới nốt nhạc cuối cùng. Wow, cô gái cuối cùng nãy giờ trầm tính nhất nè. Đó, giới thiệu coi nè, 2, 3. Em tên là Bích Vân và em mới tốt nghiệp và hiện nay là em đang trên quá trình theo đuổi đam mê của mình. Em xin được thách đấu với chị Orange. Bây giờ là bài hát thứ 3 cùng với 5 thí sinh hoàn toàn mới, xin mời. Trôi mãi, trôi về nơi xa. Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ. Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không? Trái tim em như lặng câm. Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau. Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây. Yêu em mà sao vẫn cứ giàn dối. Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm.
mây buồn mây khóc. Em buồn em khóc, em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đâu sẽ mãi chỉ là giấc mơ như ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dần tràn đôi mi. Trôi mãi trôi về nơi xa, mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết áng mây trôi đi lặng lẽ, cuộc tình ngày nào đây thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm. Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau. Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây. Yêu em mà sao vẫn cứ gian dối. Anh đi mãi xa, xa tận xa nơi chân trời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là mong mây trôi vào đêm. Mây buồn mây khó, giấc mơ những ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời. Nghĩa đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta. Thôi mình xa cách, đây tình đã mất. Em không tin ta đã vắng xa nhau từ đây. Người ơi em muốn đi để tình yêu anh chân thành. Dù em cố sâu nước mắt và thứ tha khi còn yêu. Yêu người tha thiết như người đâu biết. Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua. Yêu người tha vâng thưa quý vị, và bây giờ hãy cùng nhau đến nghe những phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Một bài hát quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm. Dạ, xin mời giám khảo Mỹ Tâm. Đây thật ra không phải là một cái bài hát để đi thi thực sự vậy, nhưng mà nó lại trở thành một chìa khóa thành công cho một bạn nào nếu chọn bài hát để đi thi như bài hát đúng của nó. Đây là ca khúc không phải để phô trương giọng hát của mình nó như thế nào, mà là cảm xúc của các bạn như thế nào là các bạn phải truyền tải hết được. Phụng với lại Vân, hai bạn ngoài thì hay có màu sắc giọng giống nhau. Nghĩa rằng là hát mọi người nghe, à hát hay, thích, rồi vậy thôi. Nhưng không có những cái sự đột phá. Kim Phụng, giọng hát của em có cảm xúc, rất là cảm xúc. Cái nốt thấp của em rất là tốt, nhưng mà để tạo ra một cái nét thật ấn tượng để người ta phải nhớ thì anh nghĩ chắc phải cần thêm thời gian. À, Bích Vân, em cũng có những chỗ gây ấn tượng mạnh đấy, nhưng mà nó không được giữ được đều suốt luôn cái phần hát của em. Trúc Anh là người của sân khấu, em là có khả năng
cái tinh thần mà hát bè cho người khác anh đánh giá rất là cao. Em biết hát nhưng mà cần thêm lực nữa. Với giọng hát của em hiện tại là có thể đi hát nó giải trí thì nó là dễ dàng cho em. Thông qua đó em sẽ luyện tập thêm nữa thì em sẽ bước tới những cuộc thi lớn hơn, nghĩa nó sẽ ổn hơn cho em ha. Tại ngoại hình em có nè, diễn xuất em cũng có sẵn trong túi rồi, chỉ cần biết cách lấy ra để diễn với bài hát mình thôi là ngon lành, chỉ cần thêm cái lực trong giọng hát mình nữa. Liên thì có giọng nhưng mà em bị đều quá. Ví dụ người ơi em vẫn tin, tin tình yêu anh chân thành, tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày đó. Giọng em có chất giọng nhưng mà em không có cái sự nhấn nhá làm cho người ta. Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành, nó sẽ cảm giác khác hơn. Em hiểu chị không? Ok, có nghĩa là một chút xíu như vậy thì giọng em sẽ cảm thấy cảm xúc nhiều hơn. Ở trong đây thì chị nghĩ là Thanh Thảo có cái điều đó tốt hơn so với các bạn còn lại một chút. Giọng em có một cái sự khác biệt so với các bạn, và đã làm cho người ta cảm thấy an toàn, không có bị chênh, không có bị làm cho người ta cảm thấy sợ sợ khi mà nghe hát. Đó là cái điểm mạnh của em. Chị thấy với Thảo là ít nhất là bắt mắt vậy là đó. Đáng yêu, dễ thương, mũm mĩm, tròn tròn. Đáng yêu, dạ. Yeah. Và cái giọng của em cũng đáng yêu như vậy. Em hát, anh thấy được cái đam mê và cái chìm đắm của em rất rõ ràng luôn ở trong cái bài hát. Khi em cất những câu hát của em nghiêng người, em nhắm mắt và em thả từng cái nốt nhạc và cái tâm hồn của em vào trong cái câu hát đó, nó rất là rõ ràng. Cái giọng hát của em là giọng hát làm cho anh thích nhất. Chúc mừng giám khảo. Bây giờ là sự lựa chọn từ ban giám khảo, xin mời. Sáng cuối cùng sẽ thuộc về thí sinh nào? Mây buồn trôi mãi trôi về nơi xa, mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết áng mây trôi đi lặng lẽ, quang tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không? Trái tim em như lặng câm. Đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất. Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi. Năm, bốn, ba, hai, một. Và đó là Thanh Thảo. Chúc mừng bạn trở thành ứng viên kế tiếp. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới 4 thí sinh còn lại. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Giọng Ca Thất Bại. Và bây giờ hãy cùng nhau lắng nghe chia sẻ của các vị giám khảo để xem lý do họ đặt niềm tin vào bạn là gì. Xin mời. Phải nói sao ta, người hát hay thì rất là nhiều, mà mình phải làm cái gì để cho người ta nhớ đến mình nữa. Em đã có một ngoại hình chị nghĩ là hoàn hảo, cho nên em phải biết dùng cái đó để em làm sao cho người ta cảm thấy thích em hơn nữa. Em hiểu với chị không? Nào, xin mời bạn thử chứng minh.